Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 14 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại hội 13 khoảng trống quyền lực khi Nguyễn Phú Trọng đã quá già. Việt Nam vừa bị ảnh hưởng kinh tế do cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc giống như nhiều nước. Ngoài ra đang còn bị khủng hoảng đường lối phát triển do mô hình dập khuôn theo kiểu Trung Quốc lâu nay. Hoàn cảnh đó đã đặt ra câu hỏi cấp bách về nhân sự lãnh đạo tài năng để chèo lái con thuyền đất nước, nhưng thực tế lại đang tồn tại nhiều khoảng trống về sự lãnh đạo. Đây là hình ảnh vào hôm 4 tháng 8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ hãnh diện dẫm lên tấm thảm đỏ, hai bên là dàn chào ông với những nụ cười cầu tài. Không ai trong bức hình mang theo khẩu trang trong khi dịch cúm đang bùng phát khắp nơi. Trong bức ảnh, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ có nét mặt không kìm được sự phấn khích, bước đi trên tấm thảm đỏ rực và không nén được nụ cười thỏa mãn. Và một điều nhận thấy là lâu nay, việc lựa chọn nhân sự lãnh đạo đất nước đều tập trung vào những người bên trong bộ máy, gồm bộ máy của Đảng và bộ máy của nhà nước. Rất ít người ngoài xã hội được tham gia vào bộ máy lãnh đạo quốc gia. Nhiều người đã trải qua cương vị từ cấp dưới rồi được bầu chọn lên cấp cao. Cách đó chỉ giúp tìm ra được người có năng lực quản lý, chứ không tìm ra được năng lực lãnh đạo. Bởi vì những kỹ năng đã giúp cho người đảm đương được công việc ở cấp thấp có thể sẽ giúp cho người đó xử lý công việc ở cấp cao, nhưng tầm nhìn hạn hẹp đã ăn sâu và bén rễ vào người ngồi ở cấp thấp sẽ trở thành rào cản khi ở vị trí lãnh đạo quốc gia. Và hệ quả của lối tuyển dụng nhân sự như vậy dẫn đến năng lực bộ máy của Đảng và nhà nước lâu nay ở Việt Nam chỉ nặng về quản lý. Phần công việc lãnh đạo ít thực chất được đẩy cho tập thể bằng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, với đường lối cứng nhắc đã được ấn định là xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, đã khiến cho trong suốt nhiều năm nay đây là phần việc không có quá nhiều việc để làm. Kết quả của công việc lãnh đạo chỉ có một số văn bản nghị quyết được đưa ra phương hướng phát triển đất nước, mà trong đó nhiều ý chính đã được chép và sử dụng lặp lại xuyên suốt mấy chục năm qua. Và công việc lãnh đạo trở thành công việc của một số ít chuyên gia, tiến sĩ và nhà nghiên cứu hàn lâm mà không phải là nhà chính trị. Thực tế như thế cho thấy bộ máy mặc dù nhân sự ban bệ đầy đủ, nhưng phạm chủ lãnh đạo lại bị bỏ nhiều khoảng trống, không được lấp đầy, trong khi đất nước hiện nay đang bước vào giai đoạn biến động rất cần đến năng lực lãnh đạo. Và đứng trước biến động có ảnh hưởng lớn, nhưng công chúng không thấy được chính sách phát triển mạch lạc rõ ràng, giúp có thể yên tâm. Người dân mong muốn được cảm thụ sự lãnh đạo mà không thấy. Đây là hình ảnh Bí thư Đoàn tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chính mới được bầu bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, 36 tuổi, tốt nghiệp đại học chuyên ngành cờ vua, con trai Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến. Trong khi ở nước ngoài, công việc lãnh đạo quốc gia luôn được khỏa lấp, chiếm lĩnh, thực hiện đầy đủ. Nhiều nước có nền chính trị tiến bộ, họ lựa chọn nhân sự lãnh đạo là người đề xuất đường lối phát triển quốc gia. Người lãnh đạo được bầu chọn cũng chính là chuyên gia của các vấn đề, lĩnh vực đang chi phối phần lớn tâm trí của xã hội. Mới đây, chuyện ông Nguyễn Nhân Chính được điều động làm Bí thư Thành ủy của Bắc Ninh bị dư luận đem ra châm chọc, mỉa mai trên mạng xã hội kèm những con icon mặt cười. Chẳng hạn như một người làm quan cả họ được nhờ, cả họ làm quan chất kịch độc cho dân tộc, hoặc tương lai dân Bắc Ninh sẽ giỏi cờ vua, hoặc Nguyễn Thành ủy con của Nguyễn Tỉnh ủy, cháu của Nguyễn Quân ủy, ủy nào cũng là quỷ. Ông Nguyễn Nhân Chính tốt nghiệp đại học chuyên ngành cờ vua, thạc sĩ quản lý giáo dục vào Đảng năm 2011. Ông Chính là con trai ruột của ông Nguyễn Nhân Chiến, đương kim Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh cũng bình luận sự việc này trên trang Facebook cá nhân với tựa đề chia bánh như sau: câu chuyện cử nhân cờ vua Nguyễn Nhân Chính, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh, con trai Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 ở tuổi 3X không có gì lạ. Nếu ai nói đây là truyền thống gia đình chị là chưa đúng bản chất, vì đây là truyền thống của tỉnh Bắc Ninh. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Nhân Chiến, đương nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, người chỉ định con trai Nguyễn Nhân Chính là Bí thư Thành ủy Bắc Ninh. Người tiền nhiệm Bí thư Chiến là Bí thư Trần Văn Túy, ông Túy có con rể là Vương Quốc Tuấn, chính là tiền nhiệm con trai ông Chiến. Sau khi để ghế của Chính, Tuấn đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh này bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Ông Túy hiện là trưởng ban công tác đại biểu của Quốc hội. Nhưng hai cán bộ Trinh và Tuấn chưa là gì so với con trai Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Công Ngọ. Trước Bí thư Túy, ông Túy về sau phải làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Trung ương. Con trai Bí thư Nguyễn Công Ngọ là Nguyễn Công Thắng, sinh năm 1983, hơn 30 tuổi. Ông Thắng đã là Bí thư huyện năm 2019 khi
khi 36 tuổi đã là trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Nếu đúng lộ trình, ông Thắng sẽ là ủy viên trung ương dự khuyết và cái ghế bí thư tỉnh ủy có thể rơi trúng người bất cứ lúc nào. Và nước cờ của ông mới chính là đỉnh cao trí tuệ. Ban tổ chức trung ương nên giả lại quy trình bổ nhiệm kiểu chia bánh ở Bắc Ninh. Vì với cái kiểu con anh, con tôi đều có phần thì còn lâu mới có cửa tạo cho người thực tài đang khoác tấm áo nhân dân. Tái bút, ông Thắng khả năng sẽ không có biệt phủ vì ông Ngọ đã có sẵn biệt phủ to hơn phủ chủ tịch rồi. Và bí thư Chiến đẻ ra bí thư Trinh, bí thư Túy đẻ ra bí thư Tuấn, bí thư Ngọ đẻ ra bí thư Thắng. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh vẽ sơ đồ như vậy thay cho lời kết luận. Và báo trong nước đều dẫn lời ông Vũ Quốc Hùng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương rằng ông chưa tiếp cận được với văn bản nào cấm việc bố làm bí thư tỉnh ủy và con làm bí thư thành ủy. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị bên trái, con trai cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, được giữ chức phó chủ tịch Kiên Giang khi mới 38 tuổi và năm sau thì được làm bí thư tỉnh ủy khi mới 39 tuổi. Ông Trần Văn Lĩnh, nguyên thành viên Hội đồng Nhân dân Đà Nẵng, từng nói với đài RFA rằng luật pháp phải có quy định, quyền lực nếu không muốn trở thành một trò chơi nguy hiểm cho chính nó và cho cả chế độ, thì quyền lực ấy phải được kiểm soát bởi một chế độ kiểm soát quyền lực. Cho nên giờ này, luật pháp Việt Nam không có đoạn nào cấm người ta sử dụng con cháu vào các cơ quan hay tổ chức của mình cả. Và điều đó chỉ có quy định trong nội bộ đảng mà thôi. Và họ cười cợt là phải vì hầu như họ thấy những chức vụ trong chính quyền nó giống như là những món quà trong gia đình người ta ban phát cho nhau, luật sư Đặng Đình Mạnh cũng chia sẻ. Và luật sư Đặng Đình Mạnh cũng nêu suy nghĩ của ông về phản ứng của những người dân khi các lãnh đạo lại có con làm lãnh đạo như trường hợp ông Nguyễn Nhân Trình. Vị luật sư này nói tiếp, họ cười cợt là phải vì hầu như họ thấy những chức vụ trong chính quyền thì tất cả đều như những món quà. Ví dụ như người vừa được điều động làm bí thư thành ủy Bắc Ninh về học vấn là cử nhân cờ vua mà lại nắm chức rất cao trong đảng như vậy. Trong tỉnh Bắc Ninh thì ông cha là người đứng đầu bí thư tỉnh ủy, còn ông con là bí thư thành ủy Bắc Ninh, một thành phố thủ phủ của tỉnh Bắc Ninh. Sở dĩ người dân mỉa mai, cười cợt như vậy, có lẽ vì đây không phải là lần đầu họ nghe những tân lãnh đạo có quan hệ thân thuộc, ruột thịt với những vị lãnh đạo đương chức. Có những con quan giữ chức cao khi còn rất trẻ, con đường thăng tiến khá nhanh. Và một trong những lãnh đạo nổi tiếng trên mạng xã hội với việc cả họ làm quan 2 năm trước đây là ông Triệu Tài Vinh ở tỉnh Hà Giang. Đây là hình ảnh ông Triệu Tài Vinh, nguyên bí thư tỉnh ủy Hà Giang, trả lời báo chí trong nước, ông khẳng định việc bổ nhiệm vợ, con, em trai, em rể của ông làm lãnh đạo các sở, ngành là đúng quy trình. Gia đình ông có ít nhất 8 người thân ruột thịt và họ hàng làm công chức nhiều ban ngành địa phương trong tỉnh. Trong đó có vợ ông, em trai ông, em gái ông, em rể ông, anh và em họ ông. Còn những trường hợp con quan lại làm quan khi còn rất trẻ có thể kể đến là ông Nguyễn Xuân Anh là con của Nguyễn Văn Chi, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông Anh đề bạt tới chức bí thư tỉnh ủy thành phố Đà Nẵng khi chưa đầy 40 tuổi. Nguyễn Thanh Nghị, con trai cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, được giữ chức Phó Chủ tịch Kiên Giang khi mới 38 tuổi và năm sau thì được làm Bí thư tỉnh ủy khi mới 39 tuổi. Lê Phước Hoài Bảo là con trai của nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh, được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khi mới 30 tuổi. Lê Trương Hải Hiếu là con trai của nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, được đề bạt làm chức Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Quận 12 khi mới 34 tuổi. Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng cũng nhận định một người nào đó, con ông to tiếp tục làm quan chỉ là bề ngoài. Đằng sau nó là vấn đề thể chế. Và sở dĩ ở Việt Nam người ta phản ứng ầm ĩ vì ai cũng biết rằng đằng sau việc thăng quan tiến chức đó không phải là do lựa chọn một cách dân chủ mà do ý chí của một người có quyền lực đưa họ lên. Như thế, đằng sau nó là một thể chế chứ không phải là một phản ứng xã hội bình thường đâu. Và liệu những người này có thực tài hay không, câu hỏi cũng được đặt ra. Trong một lần trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội vào năm 2015, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu rằng con em lãnh đạo lại tiếp tục được giao trọng trách lãnh đạo thì đó là điều hạnh phúc của dân tộc, của Đảng. Không có gì nghi ngại cả. Đó là sự kế thừa truyền thống, họ giữ gìn truyền thống đó và biết phát huy truyền thống đó là để làm tiếp sự nghiệp mà ông cha đã đi. Theo bà, ở tuổi dưới 40 không thể gọi là trẻ để đảm nhận những chức vụ như Bí thư Tỉnh ủy. Và không có chỉ bà Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu như vậy. Bà Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 cũng đã từng nói với những gia đình có tố chất di truyền, tố chất ấy được thể hiện trong lãnh đạo, trong các ngành chuyên môn. Đây là hình ảnh Lê Trương Hải Hiếu bên trái là con trai của nguyên bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, được đề bạt lên làm Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Quận 12 khi mới 34 tuổi. Luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng
người dân phản ứng là họ lên tiếng về vấn đề bổ nhiệm, chứ không phải chuyện có tài hay không, ông nói. Cũng có thể là họ có tài thật sự, nhưng đó là điều chưa thấy cái tài nó phát lộ ra, công chúng không nhìn thấy, nhưng đó không phải là điều công chúng quan tâm. Điều họ quan tâm là đầu vào của chức vụ lãnh đạo, họ quan tâm là tại sao, bằng cách nào mà người đó lại giữ chức vụ cao như vậy. Nếu như họ không phải là con em quan chức lãnh đạo, thì liệu họ có khả năng leo lên chức vụ cao như vậy hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ 6 ngày 14 tháng 8 năm 2020 với bản tin Đại hội 13 khoảng trống quyền lực khi Nguyễn Phú Trọng quá già. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.